Đây là giọng ca đặc biệt, rất hay, hát được rất nhiều thể loại. Và Tú Thanh đã tham gia chương trình Gương Mặt Thân Quen được UNESCO công nhận là một giọng hát đặc biệt. Sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Cầm nhanh liễu thanh đàn, dưới khâm thế gian tỏa tươi mắt mẹ mười phương thánh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tòa ngất nhân gian, lời Phật Quan Âm dìu con qua bến mẹ đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời sinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con dạng người. Quan Âm cứu nạn đời con dạng.